thứ năm ngày 27 tháng 7 này nha. Hàng mới 27 tháng 7. Rồi, hôm nay là cô Nia sẽ có lên là hàng mới là cá đù xé dẻo. Cá đù xé dẻo. Ồ. Có 13 kg thôi. Tại vì khách đặt đi nước ngoài nên chị coi cá đù xé dẻo nha. Mới mới cá đù biển tươi ngon luôn, sấy xong trong veo luôn nè. Chỉ còn cá tươi nữa mới làm được con cá đù thịt trong này nha. Rất là vừa ăn nha. Mình khui ra là mình chiên, mình nướng, ăn cơm ngay. Không có cần ngâm nước cho bớt mặn gì đâu. Nó không giống như mấy con khô cá đù ngoài chợ đâu chị nha. Khui ra là nghe cái mùi thơm lẫn nha. Rồi, còn đây là khô cá sặc sấy dẻo nha. Cá sặc sấy dẻo, vị nó cũng vừa ăn. Vừa ăn nha. Vừa ăn tức là vừa ăn so với các loại cá khô bên ngoài gì nha. Chứ nó sẽ không có lạt như là cá sặc một nắng nha. Này, Úc Loan chia sẻ nha. Đây là con cá sặc này nó rất vừa ăn. Vừa ăn là so với các loại khô cá sặc ngoài chợ người ta làm rất là mặn. Tại vì những cái loại đó người ta làm con cá nó không có tươi, người ta phải ướp rất mặn. Còn khô ni thì làm con cá sặc từ cá còn sống nó sẽ làm vừa ăn hơn. Nhưng nguyên tắc làm khô mà lạt quá thì sẽ không có khô được anh chị, nó sẽ bị hư, nó sẽ bị bủng thịt nha. Đó, nhưng mà cá sặc này thì mình thì cũng khui ra, mình chiên nướng ăn ngay, không cần ngâm nước gì hết. Rất là vừa ăn, nhất là làm gỏi này nọ là ok luôn á. Làm gỏi xoài là hơi bị ngon luôn. Rồi, khô cá sặc xé dẻo. Và đây là cá lóc đồng. Hôm nay có cá lóc đồng nè. Ở dưới là cá lóc nuôi trên cá lóc đồng đúng không? Cá lóc đồng đó anh chị được khoảng hình như là cũng khoảng hơn chục ký thôi, cá lóc đồng. Rồi, đó, cá lóc đồng mình đi nha. Có cá là cá lóc nuôi và cá lóc đồng luôn. Lóc nuôi thì lúc nào cũng có, còn lóc đồng thì lâu lâu mới có ha. Lóc đồng này lâu lâu mới có, hôm nay được cũng được rồi khoảng chục ký thôi mà cũng có khách dặn phẩm giờ rồi đó. Đây, thì ba cái loại này là sấy khô hết rồi. Mình có thể là để nhiệt độ môi trường được khoảng 2 tuần để mình gửi đến eo đi Mỹ, đi Úc, đi Canada. Hoặc là anh chị đóng hành lý, mấy sản phẩm này là đã khô hết rồi. Mình muốn đem đi nước ngoài vài ký, 2 3 ký gì đó. Thì mình lấy cái mấy sản phẩm khô lóc, khô sặc, khô đồ sấy dẻo đây nè. Mình chỉ việc hút chân không và đóng hành lý đi thôi. Không cần phải đóng mình đóng thùng xốp gì hết. Chỉ có hàng một nắng thì mới đóng thùng xốp thôi. Còn cái này thì nó đem đi rất là dễ nha. Đó, thì hôm nay là thứ năm ngày 27 tháng 7. Cô Nia lên hàng mới, Úc Loan quay video cập nhật để anh chị yên tâm là mua khô cá để ăn ở đây, làm quà biếu gửi đi nước ngoài hoặc là đối tác người thân trong nước gì đấy là luôn có cá mới cho mình. Bởi vì thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần là cô Nia sẽ luôn có cái hàng mới về để giao cho mình nha. Đó, anh chị cần tư vấn về khô cá dứa, mực khô, tôm khô, khô lóc, khô đồ, khô sặc gì đấy thì cứ nhắn Zalo hoặc là hotline cho cô Ly nha. Cũng là xin chào anh chị nha.